Hello, Hương xin trở lại với các anh chị và các bạn. Hương mến Hương nha. Hương hôm nay Hương trở lại với các anh chị. Hương dựa theo cái trên giấy tờ mà Hương nhận được của cái bên Nursery Noble mà Hương mua cái cây sen đá mà bây giờ Hương nói họ giao không đúng. Hương xác nhận với các anh chị là 100% là không đúng. Tại vì cái cây Hương mua nó vừa cao lớn hơn cái cây này nhiều. Coi như Hương coi cái cây á thì Hương thấy là nó chiều cao, Hương nhìn qua cái cây thước nó dựng nó đo đó thì Hương thấy khoảng 40, chiều ngang cũng phải 53 54. Thì bây giờ Hương không có nói tới cái vấn đề mà Hương nhìn qua cái cây nó đo nữa, nhìn qua cái hình ảnh cái thay thước nó đo, mà giờ cái này Hương dựa theo trên giấy tờ nó gửi cho Hương là cái cây Hương mua là chiều cao 39 cm, bề ngang cái cây là 52 cm, mà nó gửi cho Hương cái cây nhỏ xíu thôi. Bây giờ Hương xác nhận với các anh chị là Hương nói đúng chứ không có nói vu oan cho họ. Đây là cái cây Hương sẽ đo, Hương đo chính xác, Hương gá cái cây ở bên trên, gá cây bên trên thì Hương đo cho nó chính xác chứ Hương không có thể là nhìn qua mắt. Đây các anh chị nhìn xem đó, phải 52 không? Đó. Coi như là cái cây đó, các anh chị nhìn nhà vô nè, thấy 52 cm không? Ô, 32 cm không? Mà cái cây của nó giao cho Hương ở trên giấy tờ là nó để là 39 cm, mà nhưng cái cây của Hương nhận đây nó chỉ có 32 cm chiều cao nè, các anh chị thấy ha. Đó. Hương đo, Hương để đụng như đất luôn, Hương trồng ngay cái dấu của cái cây của nó, có cái dấu đó, rõ ràng là nó bán cho Hương cái cây to. Tại vì cái cây này các anh chị, thực sự cái cây này mà nếu mua bên Korea, tại ở bên Korea không bao giờ quá 300 đó, mà nhưng cái cây bây giờ Hương mua là trên giấy tờ nó gửi cho Hương đó, chứ không phải là Hương nhìn bằng mắt mà Hương nói phỏng đâu. Cái này trên giấy tờ là nó cái cây của Hương là 39 cm chiều cao, bề rộng tức là bề ngang của cái cây á là nó 52 cm, mà bây giờ cái cây nó giao cho Hương á là nó nhỏ hơn nhiều lắm, nhìn bằng mắt thường là mình đã thấy nó nhỏ hơn nhiều rồi các anh chị. Hương đo, Hương sẽ làm những cái hành động mà để mà cho chính xác cho các anh chị nhìn thấy, chứ không có mà dụng ý ăn gian đâu. Đó, như cái cây này nó giao cho Hương thì cái cây này khoảng 40 mấy cm, đó thấy là các anh chị nhìn thấy đó. Nó giao cho Hương thì cái cây này bề ngang nè khoảng 41 42 cm, là tối đa 41 cm thôi, chứ không tới 42 nữa. Mà nếu mà nói về chính xác cái cây nó giao cho Hương thì các anh chị nhìn thấy con số 50 cm nó ra tới đây phải không? Đó, nếu mà ra 52 cm thì cái cây của Hương nó phải bự ra tới đây. Đó, cái số 50 màu đỏ rồi các anh chị. Còn ra ngoài hai số, số 1, số 2 đó. Thì đó, cái cây của Hương mua là bề ngang nó phải lớn hơn cái cây này, trung bình phải từ một tấc cái bề ngang lận. Đó, mà bây giờ nó giao cho Hương cái cây như vậy, làm sao mà đúng là cái cây của mình mua được các bạn? Cái cây này các Hương nói thiệt với bên anh chị, nếu mà mua bên Korea cái giá chính gốc ở bên công ty bên Korea không bao giờ quá 300 đâu, cao lắm là 300 đô thôi. Các bạn còn nhớ lúc trước Hương có mua mấy cái cây đó, tại vì mình mua bên Korea giá nó tương đối nó nhẹ rẻ, mình mới chấp nhận cái trả tiền cước phí nó cao. Cái cây đó là bữa hôm Hương mở cái thùng, nhận được cái thùng Hương lấy làm lạ rồi, cái thùng nhỏ xíu mà làm sao có tiền shipping gần 200 đô được. Tại vì Hương chấp nhận trả tiền shipping như vậy, bởi vì cái cây của mình cao là mình biết tiền shipping nó cao. Đây nè các anh chị, cái cây này vừa lớn hơn cái cây của Hương nhận, vừa đẹp, có 280 đô thôi đó các anh chị. Cái này Hương nói thiệt có 280 đô, cũng mua bên công cái hệ thống Eggland đó, mà còn được giảm giá 10% trong đó nữa đó. Thì các bạn nhìn cái cây coi được nhiêu, nó cái giá chính xác nó có 280 đô. Coi như mình mua ở bên đó cái giá nó vừa nó nhẹ, mình mới chấp nhận cái tiền shipping cao. Còn cái cây này Hương mua là Hương coi Hương thấy
chiều cao nó khoảng 40 cm, chiều rộng cũng 53-54 cm, nên Hương mới chấp nhận mua cái giá 600 mấy. Thứ nhất là các anh chị cũng có mua bển thì nghĩ là cái cây đó Hương nhận nó đúng, mà nhân Hương nó thiệt là không, như nói tại nó chụp hình bên trên nên nó lựa những cái khía cạnh nào đẹp, đúng vậy, nhà vườn mà dân buôn bán à. Mà nhưng cái cây đó Hương mua Hương cũng coi rất là kỹ, tại mình bỏ 600 mấy ra mình mua còn tiền shipping gần 200 nữa, thì cái số tiền đó cũng khá khá lớn, với cái cây mà mình mua rồi phải chi ra như vậy. Thì Hương coi á, cái hình nó đăng lên như vậy rồi sau đó nó vô, mình vô trong đó nó có những cái hình ảnh nó bổ sung theo, thì bổ sung theo Hương coi tới 5-6 tấm hình khác, thì nó chụp coi như chung quanh cái cây từ khía cạnh một. Thì Hương coi nhìn cái cây nó tương đối là phải nói là perfect, hoàn hảo đó, coi như góc cạnh nào cũng hoàn hảo, coi đầy đặn cái cây nó rất là đẹp. Mà Hương nói thiệt cái cây đó là nó loại Halloween thôi, thì không phải thuộc dạng cây giống cây mắc tiền, mà tỷ nó vừa rộng lớn rồi vừa cái dáng nó đẹp, cái thân cây nó hoàn hảo xum xê đẹp, nên mà Hương nghĩ tới mua cái cây này. Cái tiền shipping hỏi nó thì cái mình biết cái tiền shipping nó hơi nặng nên cũng hơi lưỡng lự, nói thiệt. Mà mua ở bên đó mà cái giá tiền như vậy thì cái tiền shipping nó cao nên mình cũng hơi lưỡng lự. Nhưng ông xã ông nói thôi, thấy Hương khen cái cây dáng đẹp, xây vòng vòng rất là hoàn hảo, nên ông mới mua, ông muốn mua cái cây này ông gửi mua để mà tặng Hương, muốn làm quà bước đê cho Hương đó, nên mới mua cái cây ở bên đó mà mua cái cây như vậy. Chứ còn mấy cái cây kia đã đẹp rồi mà rốt cuộc mua bây giờ nó giao cái cây, nói thiệt với các anh chị nhìn bằng mắt thường các anh chị sẽ nhìn thấy nó khuyết điểm tứ tung, nó không có đẹp. Mà sở dĩ giờ như ngày hôm qua Hương có lựa thực hiện cái video Hương nói nhà vườn nó bồ nó không tốt như vậy, Hương cũng thưa thiệt với các bạn không phải tự nhiên Hương mua cây đó rồi bây giờ Hương không vừa ý, cái Hương đi lên Hương bán rau nói xấu nhà vườn, không phải, tại vì họ thách thức, họ kêu Hương phải làm như vậy thì Hương nên làm theo cái ý của họ đó. Khi mà ông xã Hương ông liên lạc với nhà đại diện Eplan không được, ông mới liên lạc thẳng với nhà vườn, tại lúc đầu ông chỉ muốn liên lạc với người mà nhận tiền của ông thôi, thì ông mới liên lạc thẳng với nhà vườn. Nhà vườn cứ khẳng định là cái cây họ giao cho Hương đúng. Các bạn ơi, làm sao đúng, mình mua cái cây trên 600 đô, cái cây chiều cao 39 cm, chiều ngang 52 cm, tức là 52 cm chiều cao, chiều bề ngang nó hơn nửa thước đó các bạn. Mà bây giờ nó giao cho mình nó chiều cao có 32 cm đó, mà cái chiều ngang cái cây á nó lại nhỏ hơn á, là cả chục cm nữa, rồi làm sao. Nó coi như bây giờ Hương thấy là cái cây rõ ràng là cái cây nó nhỏ xíu thôi, khi mình nhận được là mình thấy cái cây nó nhỏ xíu với cái cây mình muốn mua. Hương nói thiệt cái cây này mà Hương ra nursery gần đây Hương mua không có, không tới quá 500 đô, thì làm sao Hương Hương đã từng mua cây mà, chứ đâu phải chưa mua đâu mà cái giá cái cây nhỏ vậy mà Hương đi mua bỏ cái số tiền vậy rồi còn phải chịu tiền shipping. Hương đâu có khùng, Hương mua cây ở Nam Cali nhiều mà, Hương biết cái giá trị cái cây, cái size của nó cỡ nào để Hương đo lường được, Hương mua nó rẻ hay mắc đó. Mà khi mà nhà vườn ông xã Hương nói với nhà vườn nói qua nói lại á, thì ông xã Hương mới nói với nhà vườn á, là buôn bán như vậy không có được, mày không có thể nào mà bỏ lên public rồi quảng cáo là cái cây vừa to vừa đẹp mà giờ giao cho khách hàng cái cây nhỏ như vậy được, cái cây nhỏ như vậy là cái giá trị không thể nào mà giao như vậy được, bán cái giá mua cái giá đó được. Thì ý ông xã Hương bây giờ cái cây không thích thiệt, mà nhưng đã lỡ rồi cũng muốn giải quyết cho nó ổn thỏa, giải quyết cho nó tương xứng với cái cây mà mình nhận được, chứ mình cũng không có muốn mà làm khó làm dễ đã lỡ rồi. Chứ thật sự cái cây này Hương nhìn càng thấy không có thích, tại vì cái dáng của nó xấu với nó lùm xùm nó xấu, thành ra Hương đi mua cây Hương lựa, Hương không phải mà đụng cây nào Hương mua cây đó đâu, ở bên ngoài nhìn bằng mắt ngoài nhìn thấy chán lắm đó. Mà nhưng lỡ rồi mình muốn giải quyết như vậy mà nhà vườn cứ khăng khăng là đúng cái cây đó, làm sao đúng được.
Nên ông xã Hương nói không thể nào mà bán cây nhỏ, cây lớn đẹp rồi giờ giao cây nhỏ vừa xấu như vậy không có được. Thì nhà vườn cứ nói qua nói lại, cái ông xã Hương mới nói mày không thể buôn bán như vậy được, bán như vậy làm như vậy tao sẽ nói với bạn bè tao đừng có vô mua cái cây của vườn mày nữa. Tại vì mày bán mà bán cây cho đẹp tốt rồi mày giao giao cây nhỏ cây xấu thì nhà vườn nó thách thức ông xã Hương, kêu ông xã Hương cứ bỏ lên public đi, Hy Đông Khe còn Hy còn cảm ơn nữa, bỏ lên public đi. Thì chính vì vậy Hương thấy nhà vườn này họ sách sửa quá, họ buôn bán láo cá như vậy mà mình muốn giải quyết trong cái ôn hòa mà họ còn không chịu giải quyết với mình mà họ còn thách thức mình như vậy. Thì Hương muốn chia sẻ với các anh chị các bạn nào có thích sưu tầm cây như Hương, có lên Eastland mua cây thì nên tránh cái nhà vườn Noble. Tại vì chủ nhà vườn này họ buôn bán mà họ sách sượt, họ không có tôn trọng khách hàng. Mình mua cây đẹp rồi họ giao cây xấu thì khi đụng chuyện vậy là họ sách sượt như vậy mình còn thêm bực tức nữa các bạn. Thành ra Hương chia sẻ với các anh chị và các bạn để mà các anh chị các bạn tránh, chứ còn không phải Hương cố tình là đi bêu xấu nhà vườn, tại vì họ sách sượt họ muốn Hương phải làm như vậy. Thì chính vì vậy Hương cũng muốn gửi cái thông điệp này tới các anh chị và các bạn có đi sưu tầm cây ở nhà trong cái hệ thống Eastland thì nên tránh cái nhà vườn Noble ra, khi đụng chuyện rồi họ sẽ sỉ giả mình, họ có nói sách sượt với mình chứ họ không có giải quyết trong ôn hòa, không có nên để mà chuốc lấy cái sự bực tức như Hương nữa. Thành ra Hương chia sẻ với các anh chị các bạn như vậy. Còn như bên cái hệ thống Eastland, ông xã Hương gửi là tin nhắn hoài mà không được, cuối cùng ông xã Hương ông phải vô cái hệ thống PayPal, tại vì ông xã Hương mua cây này trả qua cái PayPal, thành ra vô đó nhờ họ can thiệp. Thì có thể ở hệ PayPal nó có liên lạc với cái nhà đại diện Eastland lắm, nên chiều ngày hôm qua bên nhà vừa đại diện Eastland nó có liên lạc với ông xã Hương, nên bây giờ Hương chờ chờ coi họ giải quyết như thế nào. Hương nói thật với các anh chị, thà là mấy trăm đó mình đi cho ai hoặc là mình lỡ đánh rơi mình không thấy bực cho bằng mình mua mà họ bị lừa như vậy, mà họ còn sách sượt, họ không có tôn trọng khách hàng, không thể nào để cho họ ăn như vậy được. Chính vì vậy mà nếu mà nhà vườn họ, nhà đại diện họ giải quyết không thỏa đáng thì Hương sẽ nhờ PayPal lấy lại số tiền đó, Hương trả cái cây lại. Bây giờ Hương, ông xã Hương cũng nói thẳng với mà nhà đại diện. Ông xã Hương nói là cái cây không thể ông nhận cái cây đó với cái số giá tiền đó được, mà cái cây cái dáng ông không có thích là cũng không có là cái thú vui của ông. Ông như giờ ông chỉ muốn trả cái cây đó lại. Thì bây giờ để chờ coi cây nhà đại diện họ giải thích như thế nào, họ cứ họ giải quyết như thế nào. Thành ra Hương thực hiện cái video, Hương muốn xác nhận với các anh chị, tại bây giờ Hương cũng coi trên cái giấy tờ lại. Thì trên giấy tờ họ ghi rõ là cái cây của Hương chiều cao 39 cm, bề ngang là 52 cm, mà bây giờ thực sự bề ngang nó không quá 42 cm, nó khoảng 42 41 cm thôi, chiều cao nó có 32 cm. Thì không thể nào là cái cây đó là cái cây của Hương mua, ở khẳng định 100% là cái cây đó là họ giao sai, họ không có đúng. Vậy Hương chia sẻ tới đây, vậy Hương xin chia tay với các anh chị và các bạn nhé. Chứ không quên, sorry, Hương không quên là cảm ơn các anh chị và các bạn đã thương mến Hương, có vô cái kênh Hương hướng dẫn coi Hương mới làm như thế nào để lấy tiền lại khi mình bị lừa. Vậy Hương cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều nha. Cho Hương bye bye và hẹn lại cái video kế. Xin chào, bye bye.